tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 11. Lúc nửa chiều, mặt trời thấp thoáng trên ngọn cao sau vườn, làm cho ngoài sân bóng dọi chỗ mát chỗ nắng. Con chó mực nằm khoanh trước cửa, mắt nhắm lim dim. Gà mái xám dắt bầy con sẩn bẩn theo lúa. Mẹ đi trước bộ na nần, con đi sau kêu chéo chét. Bầy trâu đen đứng trong chuồng vênh râu nhơi cỏ, mũi thở khì khịch, đuôi ngoắt phất phơ. Ông Đàm Tự Chấn ngồi dưới mái hiên chẻ tre đương rổ, trí mắc lo công việc làm nên không thấy cảnh thú tiêu hiu. Đàn kia nàng Kim Diệp tay vịn vai thằng con, tay thò chọc con két. Bộ khi chơi ở đây mà lòng thì tưởng ở đâu. Con két chớp cánh rồi hả miệng cạp tay nàng, làm cho thằng con của nàng tên là Dương Thể Phụng, năm nay được 6 tuổi, sợ mẹ nó trầy tay nên trợn mắt dậm chân la két két. Nàng Kim Diệp ngó con mà cười, xong nếu ai coi cho kỹ thì ắt thấy vẻ cười của nàng có xen lộn nét lo. Nàng liếc mắt dòm cha rồi lại ngó ra trước cửa, bộ coi lơ lửng dường như trông ai đợi ai. Cách chẳng bao lâu, Dương Thể Hùng ở ngoài hàng rào bước vô sân, thấy vợ con đương đứng trước cửa thì chúm chím cười. Thể Phụng mừng cha nên chạy ra nói lăng liếu. Thể Hùng dắt con đi lại chỗ Đàm Tự Chấn ngồi chẻ tre, chắp tay cúi đầu xá âm và nói rằng: "Thưa cha, con đi chơi mới về." Đàm Tự Chấn ngồi chăm chỉ mà chẻ tre, không thèm ngó chàng rể mà cũng không ừ hử chi hết. Thể Hùng thấy cha vợ không vui thì chàng sẻn lẻn nên đứng ngó quanh quất rồi dắt con vô trong nhà. Chàng muốn kiếm chuyện nói giả lả cho cha vợ hết giận, nên lúc ăn cơm chiều chàng nói rằng: "Tôi đi chơi chuyến này nghe có một chuyện lạ quá, không biết cha ở nhà cha có nghe hay chưa." Đàm Tự Chấn có tánh hễ ai trái ý thì giận, mà hễ nghe chuyện gì lạ thì hay hỏi. Bởi vậy vừa nghe rể nói dứt lời, giục hỏi rằng: "Chuyện gì?" "Ông Khôi đã trả thù được rồi." "Ông Khôi nào?" "Ông Khôi là dưỡng tử của Tả Quân, làm chức vệ quý trên thành gia đình đó." "Trả thù cho ai?" "Thưa, trả cho Tả Quân." "Thù gì mà trả?" "Thưa cha không hay hay sao, quan Tả Quân là một vị khai quốc công thần, thanh liêm chánh trực, nhà Nguyễn khôi phục Giang Sơn lại được ấy cũng là nhờ sức ngài nhiều lắm. Ngài vừa mới tạ thế, triều đình không nghĩ công lao của ngài, liền sai lũ quan nịnh hót tham nhũng vào chia trấn gia đình mà cai trị, rồi lại bươi móc kiếm chuyện mà làm nhục danh tiết của ngài nữa. Những đứng anh hùng nghĩa sĩ ai nghe việc nấy cũng đều sôi mật bấy gan." "Đừng có quen cái thói ngang tàn đó, tao không ưa. Triều đình mà làm quấy bao giờ? Mày nói phạm thượng đây á, đố mày khỏi bị chết chém." "Ai dám chém con?" "Hoàng chém, vua chém chứ ai." "Hư, có giỏi chém rồi đây sẽ chém. Ông Khôi đã giết hết rồi, còn gì mà chém được nữa." "Giết ai?" "Nghe nói tổng đốc bố chánh gì cũng đều bị giết hết. Ông Khôi bây giờ chiếm thành gia đình, xưng là đại nguyên soái, quan dân trong 6 tỉnh thấy đều quy phục hết rồi. Ông đương chiêu tập anh hùng đặng kéo binh ra đằng ngoài mà rửa hận cho quan Tả." "Thư đồ Ngụy, dám cả gan dữ, trộm rộn đây chẳng khỏi bay đầu hết." "Ông Khôi đương là đại nghĩa, sao cha lại kêu là đồ Ngụy? Phàm đứng anh hùng, sự nên hư còn mất có gì. Mình muốn luận phải quấy thì xét cái sở hành mà thôi, cần gì xét sự kết quả. Ví dầu ông Khôi không thành công đi nữa, danh thơm tiếng tốt của ông cũng còn rôi dấu đời đời, con cháu ngày sau cũng khen cái giận anh hùng của ông lắm chớ. Người nghĩa sĩ lo là lo cho tròn danh tiết, chứ lo chi sự mất còn." "Mày giỏi thì mày đi theo quân phản tặc đó đó mà nhờ." Đàm Tự Chấn nói lẩy mấy lời rồi buông đũa đứng dậy đi uống nước, không thèm ăn cơm nữa. Thể Hùng ngó mắt theo cha vợ mà miệng chúm chím cười. Kim Quê và Kim Diệp mặt buồn so, không dám xen vô mà phân phải trái chi hết. Đêm ấy Thể Hùng to nhỏ nói cho vợ hay rằng Lê Văn Khôi đã truyền hịch chiêu mộ anh hùng đặng báo nghĩa cho Tả Quân và tru diệt những tham quan ô lại. Các nghĩa sĩ trong 6 tỉnh ai ai cũng đều rao đầu quân,
quyết giúp Lê Văn Khôi mà chống cự với binh triều, cho rõ mặt anh hùng trong đất Gia Định. Những anh em bậu bạn của chàng đều đi hết rồi, chàng trở về đây là về đặng tự giả vợ con mà xông vào nước lửa. Kim Diệp không thông quốc sự, mà vì chữ thương nên nàng hết giả tin chồng. Bởi vậy Thể Hùng nói đi đầu quân đó là phải thì nàng cho là phải, không dám cản trở chồng cho việc nghĩa. Sáng bữa sau, Thể Hùng thưa với Đàm Tự Chấn xin gửi vợ con ở lại nhà đặng đi đầu quân. Đàm Tự Chấn nghe nói thì chưng hửng, không về hồi chiều hôm qua mình nói lẫy mà rể lại làm thiệt. Bởi vậy ông ngẩn ngơ một hồi rồi nói rằng: "Hôm qua tao nói lẫy, bộ mày giận tao nên mày đi thiệt hay sao?" "Thưa cha, con đâu dám giận cha. Việc này con đã quyết định hôm nay rồi, nên về đây thưa cha hay, đặng con đi chứ." "Thế ra mày quyết chi ha, liêu lâm liêu lâm." "Thưa cha, làm việc nghĩa mà sao cha gọi rằng liếu?" "Nghĩa gì? Làm giặc làm giả, làm phản làm nghịch mà mày nói làm nghĩa? Nghĩa với ai? Mình là con dân trong nước, nhờ có vua chúa mới no cơm ấm áo. Nay mày trở lòng theo quân ngụy mà nghịch với vua, sao mày dám xưng là làm nghĩa? Nghĩa đâu tao chưa thấy à, mà bây giờ tao đã thấy mày bất nghĩa rồi." Thể Hùng muốn cãi với cha vợ, mà rồi anh ta nhắm có cãi cũng vô ích, nên anh ta lắc đầu ngó chỗ khác, không thèm nói nữa. Đàm Tự Chấn bèn nói tiếp rằng: "Tao không hiểu mày, ở đời này mà mày đọc sách đời nào ở đâu nên tính làm những việc kỳ cục quá. Hay là thuở nay mày du đảng với bọn hung đồ, mày tập quen cái thói ngang ngược nên mày sanh tâm muốn làm quấy như vậy? Bây giờ để tao hỏi sắc mày một điều này: mày tính đi lên thành Gia Định xin làm quân lính cho Lê Văn Khôi, đặng có đánh với binh tướng của vua phải không?" "Thưa phải." "Mày làm như vậy, mày mang ba điều bất nghĩa. Thứ nhất, mày nghịch với vua, mày trái nghĩa quân thần. Thứ nhì, mày làm ngụy gây hại đến tao, mày lỗi niềm phụ tử. Thứ ba, mày bỏ vợ yếu con thơ, mày lỗi đạo phu phụ. Mày là đứa có học, tao nói ít mày phải hiểu nhiều." "Thưa cha, xin cho phép con trả lời trong ba điều ấy cho cha nghe." "Mày muốn nói giống gì thì nói, xin phép xin tắc mà làm gì. Vậy chứ nãy giờ mày cãi lẽ ôm sòm đó đó, mày xin phép ai?" "Thưa cha, đạo quân thần há con lại chẳng biết hay sao? Nhưng mà con xin hỏi vắn tắt lời này: hễ làm vua mà không biết trọng nghĩa của tôi thì tôi phạt, chẳng còn biết ai là quân, ai là thần mà gọi là phản nghịch." "Hừ, lời nói vô quân vô phụ dữ. Vậy câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu rồi sao?" "Thưa, câu sách đó là câu của người nịnh hót nhà vua, họ đặt ra mà làm ám muội lòng dân, đặng tiện bề cai trị. Câu đó là câu hại dân, chứ có ích chi đâu mà phải làm theo." "Bây giờ nó cãi với Thanh Hiền nữa chứ." "Còn hai điều sau, thiệt con có lỗi với cha và vợ của con, chứ con không dám cãi. Tuy vậy mà con xin cha nhớ lại, ngày cha kêu con mà gả vợ cho con thì con đã có thưa với cha rằng tánh con ưa thú giang hồ, không quen nâng đỡ vợ con, nên sợ con kham đạo làm rể, làm chồng, làm cha không được. Cha nói không hại gì, vậy bây giờ như cha không thương, cha có quở trách thì con chịu, chứ con không sửa tánh khí của con được." "Phải, tao nói thì tao nhớ. Hồi trước mày nói mày quen đi chơi với anh em chơi không biết làm ăn, tao vì thương con nên chịu bướng. Mà mấy năm nay mày giao du tháng này qua tháng kia, tao phiền, xong tao để bụng, chớ tao có rầy mày đâu. Bây giờ mày lại sanh tâm đi làm giặc, muốn hại cho tao chết chém cả nhà, mày làm thái quá rồi, biểu tao cũng phải nín nhịn mà chịu à. Cha cha, nín sao cho được." Đàm Tự Chấn nói tới đó coi bộ tức giận lắm, vì ông châu mày trợn mắt rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Còn Dương Thể Hùng chắc là cảm động hay sao, nên chàng ngồi cúi mặt lặng thinh, coi bộ không vui mà lại có mồi lo tính. Ngày ấy Thể Hùng không nói chuyện đó nữa. Đến chiều ăn cơm rồi, chàng lần bước đi ra mé sông đứng ngó mông. Nước đầy mà gió thổi mặt dung da, chàng ngó nước rồi phới động thú giang hồ nên trong lòng khấp khởi. Chim về ổ, tiếng kêu nhau chéo chét, chàng thấy chim rồi sực nhớ tánh hồng khọc của mình
nên trong dạ bàng hoàng. Đứng anh hùng trong bốn biển đâu cũng là nhà, trang nghĩa sĩ nội một kiếp tử sanh cũng vậy. Gầy da thất làm chi mà bây giờ phải nhọc lòng cực trí, nếm mùi đời làm chi mà bây giờ phải ngậm đắng trêu cay. Thể Hùng đi thơ thẩn dọc theo mé sông mà suy nghĩ, đi cho đến tối rồi chàng mới chịu trở về nhà. Đêm ấy chàng không tính chuyện đi nữa mà lại còn giỡn trững với con, nói chuyện với vợ cho đến khuya rồi đi ngủ. Qua ngày sau chàng cũng vui vẻ như thường. Kim Diệp tưởng là chồng hồi tâm muốn vui thú thê nhi nên nàng trong dạ mừng thầm. Không về bề ngoài thì chàng làm vui, mà hễ chàng ngó vợ con thì nét mặt chàng lơ lơ lửng lửng. Qua đêm sau chàng nằm thiếp thiếp trên bộ ván ngoài trước, ai cũng tưởng chàng ngủ nên đóng cửa sớm mà ngủ hết. Gần hết canh ba chàng thức dậy lóng tai nghe trong nhà vắng teo, lại thấy trong phòng vợ con có đèn đốt sáng loáng. Chàng lén bước nhẹ nhẹ vào phòng, đứng ngó tứ phía rồi lại đầu giường dở mùng lên mà dòm. Nàng Kim Diệp nằm ngoài, cong bàn tay trái chống gò má, xe bàn tay mặt vịn vai con. Tối mà rỡ rỡ mặt mày như trăng tròn, ngủ mà chúm chím miệng cười như hoa nở. Còn thân thể Phụng nằm trong, mặt mũi phương phi, tay chân mạnh mẽ, ngủ mà nằm nghiêng thấy gò má muốn hung. Thể Hùng đứng ngó vợ ngó con một hồi, chẳng hiểu tại sao chàng xúc cảm mà chàng lại lấy tay chùi nước mắt. Ban đầu thấy mặt chàng buồn, một lát rồi lại thấy chàng châu mày trợn mắt, coi bộ như quyết đoán việc chi vậy. Chàng chăm chỉ nhìn mặt vợ, rồi thò tay vô mùng lần lần lén cởi chiếc vòng đồng thoa của vợ lấy lận vào lưng. Chàng lại cúi mặt xuống mà hung con, giọt nước mắt nhễu xuống gò má của Thể Phụng ướt rượt. Chàng chung ra ngoài đậy mùng lại rồi quầy quả bỏ đi. Đến cửa buồng chàng dây đầu ngó lại một lần chót rồi đi. Chàng ra ngoài trước rồi lần mò đi lại cửa mặt, lén mở cửa nhẹ nhẹ chung ra sân đi tuốt. Sớm mai mưa tuôn lác đác, gió thổi lao rao, ngoài bưng đế sậy tranh tươi, trong rừng thú cầm biến dậy. Dương Thế Hùng cậy thuyền câu chèo đưa chàng qua sông Dũng Gù, rồi chàng leo lên mép vạch cỏ mà đi. Chàng ngó tứ phía thì thấy tay trái rừng văng mịt mịt, bên tay mặt bưng trải mênh mông. Cách xa xa mới thấy một chòm nhà, mà hễ nhà có thì mới có ruộng vườn chút đỉnh. Chàng đi hơn nửa ngày mới tới mé sông Bến Lức. Chàng đương săn văng xéo déo đứng đợi ghe mà xưng quá gian. Thình lình có một người trạc chừng 45 tuổi, gương mặt thỏn, nước da đen, cầm nhọn nhọn, mép có râu lúng thúng, ở đằng xa lơn tơn đi lại, mắt nháy lia lịa, miệng chúm chím cười. Thể Hùng không biết người ấy là ai nên đứng ngó trân trân. Người ấy tới rồi hỏi Thể Hùng rằng: "Cậu đợi ghe đặng qua sông phải không?" "Phải." "Tôi cũng đợi từ hồi trưa cho đến bây giờ mà không có chiếc ghe nào hết. Cậu qua sông đặng lên Gia Định hay đi đâu?" "Tôi lên Gia Định." "Tôi chắc cậu ghe Đại Nguyên Sói quy tập anh hùng nên cậu đi ứng nghĩa đây chứ gì, phải không?" "Phải." "Còn chú đi đâu đó?" "Tôi cũng ứng nghĩa như cậu vậy chứ đi đâu. Lúc này Đại Nguyên Sói đương Dụng Nhân, tuy tôi bất tài song cũng là một đấng tu mi nam tử, lẽ nào lại trốn tránh?" Thể Hùng nghe người ấy nói có hơi đồng chí với mình thì mừng, nên liếc ngó tướng mạo người ấy một lần nữa rồi hỏi rằng: "Chú quê quán ở đâu?" "Khi trước tôi ở trên Gia Định làm ăn, mới về tổ quán ở Dũng Gù 4-5 năm nay. Đỗ Cẩm là tôi đây. Còn cậu ở đâu?" "Tôi tổ quán ở Bến Lức, xong mấy năm nay tôi cũng về ở dưới Dũng Gù." "Té ra hai anh em mình ở một xứ à, đi một chỗ làm một việc. Vậy thì mình hiệp nhau mà đi cho có bạn. May dữ, đường xá sầm uất quá. Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ tôi đi có một mình, tôi sợ gặp ông thầy bất tử à, không xong." Giải thích từ ông thầy có nghĩa là tiếng lóng dùng gọi con cọp. Hết giải thích. "Có sao đâu mà sợ, đường này tôi đi hoài không gặp chi hết, mà dầu có gặp đi nữa cũng không hại gì." Thể Hùng mới nói tới đó, bỗng thấy có một chiếc ghe lường ở trên chèo xuống. Hai người đều mừng rỡ, áp kêu ghé lại mà xin quá gian. Hai người qua sông rồi nhắm hướng Gia Định mà đi riết. Thể Hùng với Đỗ Cẩm vào thành xin đầu quân. Thể Hùng sức lực mạnh mẽ, lại võ nghệ cao cường nên thảo luyện trong ít ngày, Thái Công Triều thấy chàng có tài mới thừa với Đại Nguyên Soái phong cho chàng chức đội trưởng. Cách chừng một tháng, binh triều và bộ và thủy kéo vô tới một lượt. Lê Văn Khôi sai Thái Công Triều với Nguyễn Văn Đà dắt binh chặn đường bộ,
và sai Lưu Tính với Trần Văn Tha dẫn chiến thuyền đón đường thủy mà đánh. Thái Công Triều gốc ở Thừa Thiên, ngày trước làm vệ quý coi vệ biện binh đóng tại Gia Định, nay Văn Lệnh Lê Văn Khôi dẫn binh đi ngăn giặc, qua tới Đồng Nai gặp Phan Văn Túy, Trương Minh Giảng và Trần Văn Năng dẫn bộ binh và tượng binh đông hơn binh mình thập bội, thì kinh tâm tán đỡm, đã không dám giáp chiến, mà lại còn truyền lệnh thối binh 3-4 dặm, rồi nhân lúc đêm tối trốn qua đầu giặc. Thể Hùng làm đội trưởng trong đạo binh của Thái Công Triều, hay tin tướng Trung quân đã phản thì tức giận, bèn thương lượng với Nguyễn Nhân Đà, rồi hiệp quân lại mà đánh dùi một trận. Đã biết binh Gia Định ít, tự nhiên thắng không đặng, nhưng mà tướng Triều thấy Nguyễn Nhân Đà điều binh có quy củ, và thấy binh Gia Định mỗi tên đều hùng tráng can đảm thì khen ngợi vô cùng. Nguyễn Văn Đà dẫn bại binh về phục tội. Lê Văn Khôi nổi giận bổn thân cầm binh ra đánh. Hai bên chống cự với nhau trên mé sông Đồng Nai, không binh nào thắng nổi bên nào. Thái Công Triều bày mưu với binh khấu tướng quân là Trần Văn Năng, và xin làm hướng đạo dẫn binh Triều lén đi đánh mà thâu phục các tỉnh lại. Lê Văn Khôi mắc lo giữ mặt Đồng Nai, không đề phòng chỗ khác được, bởi vậy binh Triều lần lần lấy lại các tỉnh được hết. Dạ, thành Gia Định là thành của quan Tả quân Lê Văn Duyệt, mới xây hồi năm Canh Dần 1830. Thành xây toàn bằng đá ong. Thành thì cao mà lại rộng, hào thì sâu mà lại có chông. Ở trong thành chứa lương thực khí giới rất nhiều. Bởi Lê Văn Khôi chia binh ra giữ cấp mặt thành, binh tướng của Triều đến phủ vây, hễ hãm thành bao nhiêu thì chết hết bao nhiêu, không thế nào hạ thành được. Mấy vị mưu sĩ trong thành bèn khuyên Lê Văn Khôi làm theo như Vua Gia Long lúc phục quốc. Lê Văn Khôi nghe lời, bèn sai người Nhất Diện qua nước Simla mà diện binh. Nhất Diện đi tìm một vị linh mục đạo Thiên Chúa rước vào thành mà vấn kế. Binh Triều hạ thành Gia Định chưa được, mà qua tháng chạp lại nghe có giặc Sim. Các tướng hội nhau thương nghị rồi chia ra. Trương Minh Giảng, Tống Phước Lương với Trần Văn Năng thì dẫn binh lên An Giang ngăn đánh binh Sim, còn Nguyễn Xuân với Phan Văn Túy thì ở lại dây thành. Lê Văn Khôi hay giặc đã chia binh yếu sức, nên tính sắp đặt rồi thừa lúc binh ở ngoài ơ hờ lén mở cửa thành xông ra mà đánh. Kế ấy thiệt là hay. Rủi thay Lê Văn Khôi vừa tính chứ chưa làm kịp, kế mang bệnh nặng không ngồi dậy được. Chư tướng chia nhau giữ thành, trông cho đại nguyên soái lành bệnh đặng xuất trận. Chẳng dè Lê Văn Khôi đau có mấy ngày rồi chết. Binh tướng ở trong thành thấy tướng soái mất rồi thì ngơ ngẩn, phần nhiều thất chí muốn đầu hàng. May nhờ mấy anh em Võ Vĩnh Tiền cứng cỏi, lại nhờ có bà vợ của Lê Văn Khôi phán rằng đầu cũng chết mà cự hoài cũng chết, làm tướng thà ngồi trên lưng ngựa mà chết, chứ có lẽ nào lại chịu quỳ dưới đất mà chết bao giờ. Bởi vậy binh tướng vì danh dự không ai tính đầu hàng nữa, mỗi người đều quyết nỗ lực mà chống cự cho đến cùng. Bởi nhờ thành chắc chắn, quân tận tâm, nên quân Triều dây gần 2 năm, bị chết không biết bao nhiêu mà hạ thành không nổi, cứ đi các tỉnh vận lương đem về ăn mà thôi. Qua đến mùa hạ năm Ất Mùi 1835, lương thực trong thành đã gần hết. Các tướng sĩ có hơi sợ, song cũng tính chống giữ hoài, chớ không ai chịu đầu hàng. Hai tướng Triều dây ở ngoài muốn lấy thành cho mau, mà sợ hao binh tổn tướng không dám công kích, mới bày kế cho rút binh ra xa xa, để cho quân lính trong thành ra vô thông thả, và truyền ngôn rằng người nào đi về nhà thì khỏi tội, còn người nào chừng hạ thành mà bắt được ở trong thành thì bị chết chém. Lương thực lần lần tiêu hết, quân lính ở trong thành bị đói, nên ban đêm lén đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Đỗ Cẩm là người tánh tình đê tiện, tưởng có lợi nên đầu quân chứ không phải vì tiết nghĩa. Chẳng dè làm lính mấy năm nay bị xông tên lướt đạn chứ không ít gì, mà nay chịu đói khát nữa thì lấy làm phiền muộn, nên thấy người ta vô ra được, một đêm nọ mới lén chung ra ngoài thành. Anh ta ra khỏi cửa đi chưa được bao xa, sải gặp một tốt quân Triều đi tuần, họ bắt quách anh ta đem vào trại nạp cho quan tham tán Nguyễn Xuân. Đỗ Cẩm sợ chết nên lạy lục khóc lóc xin tha, nói rằng anh ta bị Lê Văn Khôi bắt ép đem vô thành, chứ không a ý với Khôi mà làm phản. Nếu không phải làm tội anh ta thì anh ta sẽ chỉ cách cho mà hãm thành. Nguyễn Xuân là người học giỏi, thấy cử chỉ đê tiện của Đỗ Cẩm như vậy thì khinh bỉ vô cùng, muốn giết phức cho tuyệt bớt cái nòi di tâm phản phúc. Song nghĩ vì làm tướng phải lợi dụng mọi người, nên cực chẳng đã, phải làm lơ lấy lời dịu ngọt mà dụ Đỗ Cẩm, đặng hỏi cho biết bí mật trong thành. Đỗ Cẩm khai thiệt rằng ở trong thành đã hết lương, bây giờ phải làm thịt tới ngựa voi mà ăn. Binh tướng chết đói lần lần còn chừng vài ngàn người, tuy vậy mà mỗi người thệ tâm tử chiến chứ không chịu giao thành. Giả thành thì cao mà hào lại sâu,
Mọi người ở trong thành có thể chống cự 100 người ở ngoài được. Nếu tính áp tới 4 cửa mà công thành thì chết chứ không ít gì. Đỗ Cẩm bày kế khuyên Nguyễn Xuân đào hầm khai nước cho rút cạn nước Hào Thành, lòi cừ lên, rồi nhổ cừ đánh đường đi qua Hào cho được, thì mới có thể hãm thành được. Nguyễn Xuân được kế ấy lấy làm mừng, lật đật thương nghị với Phan Văn Túy đặng có làm y theo lời Đỗ Cẩm chỉ. Phan Văn Túy nói rằng trong thành đã hết lương, nếu quân Ngụy không chịu đầu thì sớm muộn gì chúng cũng chết đói hết. Vậy thì mình cứ dây mà chờ, chẳng cần phải nhọc công lo mưu tính kế cho mặt trí. Nguyễn Xuân nghĩ vì mình làm tướng phải hạ thành cho được công mới lớn, chứ ngồi khoanh tay mà chờ cho giặc chết đói hết rồi mình lấy thành thì không có công gì. Nên hiệp với bộ tướng là Nguyễn Văn Trọng đốc quân đào hầm khai mương cho rút cạn nước Hào Thành, rồi đánh đường vô tới Hào Thành như Đỗ Cẩm chỉ. Đến tháng 7 năm Ất Mùi, Nguyễn Xuân làm mới xong. Đêm nọ thừa lúc trời tối, Nguyễn Xuân khuyên Phan Văn Túy dẫn binh đến Bắc Môn giả công thành cho quân Ngụy sớm lại đó mà chống giữ, đặng mình với Nguyễn Văn Trọng dẫn binh lén đi theo đường mới khai qua Hào mà hãm thành. Trong thành binh tướng phần thì bị đói khát, phần thì bị canh gác luôn luôn 2 năm trời, nên mệt mỏi ốm o xanh xao vàng giọt hết. Thình lình nửa đêm nghe phía Bắc Môn trống đánh đùng đùng, tiếng la inh ỏi, chắc là giặc công thành phía đó, nên áp nhau chạy lại đó mà chống giữ. Ở ngoài giặc la ó vang rần, đèn đuốc sáng quắc mà không có một tên quân sáp lại gần cửa thành. Tuy vậy mà ở trong không dám không phòng bị. Dương Thể Hùng tay cầm một cây siêu, Võ Vĩnh Lộc tay cầm búa tay cầm khiên, 2 người đốc xuất quân lính giữ cửa thành. Đến đầu canh 4, quân chạy lại báo cho Võ Vĩnh Lộc hay rằng binh triều ở đâu không biết, mà thình lình leo vách thành trang vào 2 bên chứ không phá cửa. Võ Vĩnh Lộc nghe báo thì biến sắc, bèn kêu Dương Thế Hùng mà dặn phải đốc binh gìn giữ Bắc Môn, để cho mình chạy qua bên kia mà xem hư thiệt. Võ Vĩnh Lộc nói vừa dứt lời thì ở ngoài binh triều áp lại cửa mà công thành, còn phía bên kia binh triều tràn vào như nước chảy, đương rượt binh ở trong mà đánh. Võ Vĩnh Lộc thấy thế đã nguy, dầu giữ Bắc Môn nữa cũng không ích gì, nên lấy lưỡi búa cắt họng mà chết. Dương Thể Hùng lấy làm bối rối, vừa muốn bỏ Bắc Môn chạy qua bên kia liều chết mà đánh với tướng triều, thì cửa Bắc Môn bị phá, binh ở ngoài tràn vào nữa. Binh lính ở trong kinh hãi, kiếm được mà chạy, không dám chống cự. Thể Hùng thấy vậy tức giận, nạt lên tiếng lớn, rồi hư siêu xốc lại cửa mà đánh với binh triều. Thể Hùng đi tới đâu thì binh triều ngã sập tới đó, chặn đánh riết ra khỏi cửa thành. Kế gặp một tướng triều chẳng biết tên chi, chặn lại mà đánh. 2 người đánh với nhau một hồi, Thể Hùng bị một lưỡi mát, nhờ trớ lẹ nên khỏi đứt đầu, xong còn bị xả một đường, tuốt cái tai bên tai mặt, lại cái vai cũng bị vít luôn nữa. Thể Hùng liệu thế cự không lại, nên lật đật rút mà chạy. Nhờ trời tối lại ở ngoài thành cây cối rậm rạp, bởi vậy Thể Hùng qua khỏi vòng binh rồi vạch đường tẩu thoát. Chàng chạy được một đổi xa xa thì bắp chân trái ê ê, chàng vén quần lên mà coi mới hay mình bị thương tại bắp chân nữa. Cái tai phía tay mặt với cái vai chảy máu dầm về, phần thì mệt đuối, phần thì bị thương nặng. Bởi vậy Thể Hùng đi được một khúc nữa rồi hết sức, nên té xỉu nằm giữa gốc cây bất tỉnh nhân sự. Đỗ Cẩm đã ứng nghĩa theo Lê Văn Khôi, sao lại trốn đi ra ngoài rồi bày mưu chỉ kế cho Nguyễn Xuân. Mà chừng Nguyễn Xuân khắc kỳ hạ thành thì anh ta lại sợ đường tên mũi đạn, nên trốn đi ra ngoài xa kiếm nhà tá túc, chứ không dám ở trong vòng binh. Đến lúc rừng sáng, anh ta muốn dò thám coi kế của mình có thành hay không, nên men men đi lần vào vòng binh. Trong bụng thầm tính, nếu Nguyễn Xuân hạ thành được thì chắc mình cũng có công. Lúc mặt trời mọc, Đỗ Cẩm tới một cụm rừng nhỏ, bỗng thấy Dương Thế Hùng đưa ngồi giữa lưng vào một gốc cây, mặt mày xanh dờn. Anh ta bước lại gần thì thấy máu chảy ướt dầm quần áo, mới cúi xuống hỏi rằng: "Cậu bị thương nặng lắm hay sao?" Thế Hùng nhướng mắt ngó Đỗ Cẩm và gật đầu, rồi lần tay trong lưng lấy ra một chiếc vòng đồng thòa cầm mà nhìn. Anh ta nhìn chiếc vòng mà nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta nhìn một hồi rồi đưa chiếc vòng cho Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm chưng hửng, không hiểu Thế Hùng gửi hay là cho mình, nên thò tay lấy chiếc vòng mà mắt ngó Thế Hùng trân trân. Thế Hùng thở dài một cái, coi bộ mệt lắm, xong ráng nói nhỏ từ tiếng rằng: "Tôi chết, chú làm ơn cõng tôi vô rừng, kiếm chỗ để tôi nằm, đặng tôi chết cho yên thân." Nói có mấy lời mà đã mệt thở dốc, nói không được nữa. Đỗ Cẩm đứng dậy ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn lẫn chiếc vòng vào lưng rồi cởi áo kề vai cõng Thế Hùng vạch đường đi vô rừng. Anh ta mới đi được vài chục bước thì đã mệt,
Thấy có một cây lớn dưới gốc lá khô rụng nằm sắp lớp, bèn để Thế Hùng nằm ngửa tại đó. Anh ta vói tay rờ sau lưng thì có máu của Thế Hùng dính ướt rượt, lật đật lấy lá khô mà chùi, rồi mới bận áo lại. Anh ta không thèm ngó Thế Hùng, cứ bận áo riết rồi đi ra. Khi anh ta dở muốn đi thì Thế Hùng đưa tay mà ngoắt, bộ muốn biểu bước lại gần đặng tỏ việc chi đó. Đỗ Cẩm làm lơ bỏ đi ra, bộ như lấy một chiếc vòng cổng một khúc đường đó là đủ rồi, không còn ơn nghĩa chi nữa. Người thường nếu ngồi cái địa vị của Đỗ Cẩm đó thì hoặc là sợ hoặc là hổ, không dám trở lại thấy thành gia đình nữa. Đỗ Cẩm sợ mà không hổ, lại có lẽ cái lòng tham nó nặng hơn sự sợ chết nhiều lắm, nên anh ta mới men men trở lại thành, rồi tìm đến ra mắt Nguyễn Xuân mà kể công ơn mình bày đường chỉ nẻo cho quan triều hạ thành. Nguyễn Xuân vừa thấy mặt Đỗ Cẩm thì nạt lớn rằng: "À, thằng khốn kiếp, hắn trở lại đây ha. Có tên quân nào bày bắt nó đem ra cửa mà chém quách cho ông. Thứ đồ phản để mà làm gì?" Đỗ Cẩm khóc lại và thưa rằng: "Bẩm cụ lớn, con bị thằng Khôi nó bắt con, chứ con đâu có dám làm phản. Xin cụ lớn tha cho con, kẻ quan ức con lắm." "Mi còn dám kêu quan nữa à?" "Bẩm cụ lớn, dầu con theo thằng Khôi, con có tội đi nữa, mà con đã có công chỉ đường cho cụ lớn hạ thành đó. Công của con chuộc tội được rồi, chậm lại nhàn lại cụ lớn, xuống phước xé giùm lại cho con nhờ." "Ông không bắt tội mi theo thằng Ngụy Khôi, ông chém mi là chém vì cái tội mi đã theo rồi mà còn phản Ngụy trở đầu ông, mi biết hay chưa?" Đỗ Cẩm nghe nói thất sắc, xong vì sợ chết nên phải ráng già hàm mà chữa mình. Anh ta lại nữa và thưa rằng: "Bẩm cụ lớn, nếu cụ lớn phán như vậy thì từ rày còn ai dám cải tà quy chánh nữa." Nguyễn Xuân châu mày, vuốt râu suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Mi lẻo mồm thiệt. Thôi, ông lấy lòng nhân tha mi làm phước, quân bay căng nọc đánh hắn 50 trượng rồi thả hắn về." Quân triều hạ thành rồi bắt thủ phạm 6 người bỏ vào củi mà giải về kinh cho vua định tội. 6 người ấy là: 1. Vợ của Lê Văn Khôi. 2. Con của Lê Văn Khôi mới được 7 tuổi. 3. Nguyễn Văn Bột, quản hậu quân. 4. Nguyễn Văn Chơn, quản tượng quân. 5. Một âm linh mục tên là Mạc Sang. 6. Một khách trú tên Mạch Tấn Giai. Còn quân lính dân giả trong thành bắt được cả thảy 1831 người thì đem chém hết, rồi đào lỗ lớn giữa bên trường đua ngựa bây giờ đó mà bỏ chung một lỗ, đến nay người ta vẫn còn kêu là Mã Ngụy. Việc triều đình xử lăng trì 6 người thủ phạm và nghe lời họ phan làm ở đô sát diện mà làm án truy tội quan tả quân Lê Văn Duyệt chẳng nói ra đây làm chi. Bây giờ chỉ nói Đỗ Cẩm bị 50 trượng nát đít văng thịt, xong không chết nên ráng la lết mà về nhà ở dưới Vũng Gù được. Thị phi thấy chồng thân thể như vậy thì mắng rằng: "Thú đồ ngu, cãi ta nữa thôi. Chết đâu sao không chết phước cho rồi, còn về báo ta nữa sao?" Đỗ Cẩm lần lưng lấy chiếc vòng đưa cho vợ và nói rằng: "Đừng có ào ào, để tao lành cái đít rồi đây tao đi kiếm tiền, thiếu gì." Thị phi cầm chiếc vòng đồng mà coi, rồi đeo vào tay mặt, mặt mày tươi tắn, không mắng giết chồng nữa. Chương 12. Những kẻ độc ác chẳng có giờ nào mà chẳng tính chuyện hại người. Đỗ Cẩm tuy bị đánh nứt da lòi thịt, ngày như đêm cứ nằm sấp trên giường mà khóc, không bước ra khỏi nhà được. Song lúc nào bớt đau bớt nhức thì anh ta thầm tính, hãy lành bệnh rồi sẽ đi kiếm bà con Dương Thể Hiền mà hăm dọa. Hoặc mai họ sợ tội lây, họ lo lót chút đỉnh tiền mình ăn. Những người theo Lê Văn Khôi đều bị chết chém hết thảy. Thể Hùng theo Khôi tuy đã bị thương chết rồi, song nếu quan họ hay Thể Hùng làm phản thì cha mẹ vợ con cũng khó ngồi yên. Đỗ Cẩm nhớ lại ngày trước Thể Hùng có nói tổ quán ở Bến Lức, song đã dời nhà về ở Vũng Gù. Vậy nếu tìm trong 2 xứ ấy cho kỹ thì ắt ra mối. Mà khi Thể Hùng gần chết, anh ta có cho mình một chiếc vòng đồng. Vòng là đồ nữ trang, sao anh ta lại giữ trong mình? Chuyện cũng kỳ, mình liếu quá. Lúc mình cõng anh ta đem vô rừng rồi, mình lại bỏ mà đi liền, không thèm gạn hỏi coi cha mẹ vợ con gì, nhà cửa ở đâu. Chứ chi mình hỏi kỹ thì bây giờ dễ kiếm lắm. Đỗ Cẩm nằm hoài đến 3 tháng mới lành mấy lần rồi.
Anh ta đi được rồi liền tuốt lên Bến Lức mà hỏi thăm cha mẹ bà con của Thể Hùng. Có người biết thì họ nói cha mẹ của Thể Hùng chết hết, còn Thể Hùng bỏ xứ đi đâu không biết, đã gần 10 năm rồi không thấy trở về làng. Đỗ Cẩm không thối chí, lần lần trở qua Dũng Gù mà hỏi thăm nữa. Anh ta đi từ sớm mà hỏi, nhưng vì lúc Thể Hùng ở nhà ông Đàm Tự Chấn không giao tiếp với ai nên không ai biết mà chỉ. Một bữa nọ, Đỗ Cẩm đi tới nhà ông Đàm Tự Chấn. Khi bước vô sân thì thấy Tự Chấn trong nhà đi ra, tay cầm cái mát, coi bộ hầm hừ lắm. Tự Chấn thấy Đỗ Cẩm dị hình dị dạng thì mắt ngó lườm, miệng hỏi rằng: "Chú đi đâu đây?" Đỗ Cẩm già thục lui và đáp rằng: "Tôi đi kiếm bà con của anh Dương Thế Hùng." Tự Chấn thấy hình dạng của Đỗ Cẩm đã ghét rồi, mà nghe nói tới Dương Thế Hùng thì lại nổi giận nên nạt lớn rằng: "Ê, đi ra cho mau, ai biết Thể Hùng thể hèo nào mà hỏi, ta cho một mắt đứt đầu bây giờ." Đỗ Cẩm nghe lời gây gỗ quá như vậy thì kinh lắm, nên ríu ríu bước ra không dám hỏi nữa. Khi ở nhà đi ra thì Đỗ Cẩm lấy làm chắc ý, chừng trở về sẽ có bạc tiền. Chẳng dè đi hơn nửa tháng mà không tìm được bà con Thể Hùng, bởi vậy chừng trở về nhà chỉ mang một cái bụng đói, với một cặp giò mỏi, lưng không có một đồng tiền nào hết. Thị Phi thấy chồng về mặt mày buồn so thì biết đi không về rồi, nên tỏ sắc giận không thèm hỏi tới. Đỗ Cẩm lén xuống bếp kiếm cơm nguội mà ăn, bộ sẻng lẻn và ăn và ngó chừng vợ. Cơm nguội còn chừng một chén nên anh ta ăn hết rồi mà chưa no, mới lấy giá cạo đít nồi mà cậy cơm cháy khua lợp cợp. Thị Phi ở nhà trên ống tiếng la rằng: "Làm cho bể nồi đi, đi đâu hôm nay rồi bây giờ về lúc nồi lúc ơ đó." Đỗ Cẩm nín khe một hồi, nửa muốn đem cái nồi đi cất, nửa tiếc về cơm cháy, nên nghiêng mình ngoái cổ ngó chừng vợ rồi cạo nhẹ nhẹ, không dám cho vợ nghe nữa. Anh ta đương cạo nồi bỗng nghe vợ hỏi lớn rằng: "Dữ không, mày đi đâu mà lạc đến đây?" Rồi lại thấy có một nàng bồng con xăm xăm bước vào nhà. Anh ta không biết là ai, lật đật đem cất cái nồi, ngay cổ nuốt phức bún cơm cháy, rồi lại lấy vạt áo chùi miệng và bước lên nhà trên. Đỗ Cẩm ngó thấy Lý Ánh Nguyệt đương lum khum để một đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi đứng xuống đất thì anh ta chân hững. Vì cách nhau đã 6 năm, bởi vậy gặp nhau cả ba người đều mừng nên hỏi nhau lăng xăng. Đỗ Cẩm thấy Ánh Nguyệt tuy quần áo lang thang, tuy tay chân lem luốc, nhưng mà gương mặt còn sáng rỡ, bộ tướng còn dịu dàng, nhắm thế chắc nghèo nàn mà nhan sắc càng xinh đẹp. Ánh Nguyệt ngồi ghé tại đầu ván kéo con Thu Vân đứng trong lòng, rồi lột khăn lau mồ hôi cho con. Thị Phi hỏi: "Con nhỏ này là con của ai? Hải Yến bây giờ ở đâu? Còn mày đi đâu?" Ánh Nguyệt rưng rưng nước mắt mà đáp: "Con của tôi chứ con ai. Hải Yến thi đậu rồi bỏ tôi đi về An Giang, mấy năm nay biệt tích. Mẹ con tôi bơ vơ nghèo khổ hết sức, rồi lại vì giặc giả siêu lạc, nay ở chỗ này mai ở chỗ kia, khi cấy mướn, khi may vá kiếm cơm mà ăn, trôi nổi mấy năm nay bây giờ mới tới đây, chứ có nhà cửa chi đâu. Khi Hải Yến bỏ tôi thì tôi có qua kiếm chú thím, té ra nhà cửa đã dở đi đâu mất hết. Tôi hỏi thăm người lân cận, họ nói chú thím về Dũng Gù. Tôi muốn đi tìm chú thím đặng kể chuyện bạc bẽo của Hải Yến cho chú thím nghe. Ngặt vì khi trước tôi bị mang mẫn trong lòng nên phải nấn ná ở gia đình mà nuôi con. Lúc trong thành gia đình nổi giặc, tôi kinh tâm bỏ nhà bồng con mà chạy. Phần thì tôi không biết đường xá, phần thì tôi sợ hãi nên cứ chạy theo thiên hạ. Họ chạy ngã nào tôi theo ngã nấy, bởi vậy siêu lạc lên tới Bến Lức. Chừng tôi nghe yên giặc rồi, tôi mới lần lần đi xuống mà tìm chú thím đây." Thị Phi nghe Ánh Nguyệt nói sơ mấy điều thì sụ mặt châu mày. Còn Đỗ Cẩm lại chúm chím cười, dường như vui mà nghe được sự khốn khó của người khác. Thị Phi không có con mà thấy con Thu Vân ngộ nghĩnh, nói tiếng ráo rẽ, gương mặt sáng trưng thì đem lòng thương nên theo vuốt ve rờ rẫm hoài. Trời vừa xế qua nhưng mà Thị Phi lấy nồi đi vo gạo nấu cơm, trong ý muốn nấu sớm mà ăn đặng cho mẹ con Ánh Nguyệt ăn luôn thể. Ăn cơm rồi mà trời mới nửa chiều, Thị Phi ôm bó lát lại ngồi giữa góc cột mà đánh võng. Ánh Nguyệt với Thu Vân lại ngồi gần một bên, còn Đỗ Cẩm thì đi xách nước tưới rau sau hè. Thị Phi biểu Ánh Nguyệt kể hết đầu đuôi việc Hải Yến bạc bẽo cho mình nghe.
Ánh nguyệt dài qua ngó Thu Vân rồi cúi mặt xuống, miệng chúm chím cười mà không chịu nói. Đến tối Thu Vân ngủ rồi, Ánh Nguyệt mới thỏ thẻ kể rõ đầu đuôi sự hải yến, bạc tình bội nghĩa cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Đỗ Cẩm nghe rồi dục nói rằng: nếu hải yến thi đậu thì chắc năm nay nó đã làm quan, vậy để tao hỏi dọ coi nó làm quan tại xứ nào, tao đến đó tao rầy nó. Nó sợ xấu chắc cũng phải lòi tiền bạc mà cho mẹ con mày. Ánh Nguyệt châu mày đáp rằng: chú đừng có làm như vậy, người còn không phải thứ tiền bạc mà kể gì, tôi chẳng hề tham tiền của kẻ bội nghĩa đâu. Thị Phi xen vô mà nói rằng: tiền bạc sao lại không thèm, mình nghèo, nếu họ đưa tiền mà mình không lấy thì té ra mình dại. Nhưng mà tao nghĩ dầu tìm cho được hải yến cũng không dễ gì lấy tiền nó được đâu. Bây giờ nó làm quan, mình tới mình nói xính cường, nó nổi giận nó thọp đầu mình mà bỏ tù càng khổ nữa. Mình là dân, người ta là quan, mình cử sao cho lại. Đỗ Cẩm nghe vợ nói như vậy thì khen phải, còn Ánh Nguyệt trề môi cười gằn, xong không nói chi hết. Thị Phi ngồi suy nghĩ một hồi rồi ngó Ánh Nguyệt mà nói rằng: thôi, thứ đồ bạc mà kể đến nó nữa mà chi, bỏ nó đi, lo kiếm chồng khác làm ăn. Cháu cũng chưa bao lớn tuổi, đã vậy mà nhan sắc của cháu coi cũng còn ngộ lắm. Đàn ông con trai thiếu gì người, thấy cháu họ nhiễu nước miếng. Để thủng thẳng thím coi, chỗ nào giàu có thím làm mai giùm cho mà nhờ tấm thân. Nếu kiếm được chỗ họ chết vợ thì sướng, bằng không thì làm bé cũng chẳng hại gì. Ánh Nguyệt nghe mấy lời khuyên bất nhã đó thì nàng hổ người, nghẹn cổ, nên nàng cúi đầu rưng rưng nước mắt, rồi nhỏ nhẹ đáp rằng: cháu lấy chồng nữa sao được, phận cháu là gái, sống thác thờ một chồng mà thôi. Chồng cháu nó ở bạc thì lỗi về nó chịu, nếu cháu giận lẫy mà cãi giá thì cháu lại càng quấy hơn nữa. Ôi, đời này mà kể gì phải quấy, miễn là có tiền nhiều cho sung sướng tấm thân thì thôi mà. Thím nói như vậy sao phải, cháu là đứa có học, cháu phải trọng danh dự, trinh tiết chứ. Trinh tiết làm gì, trinh tiết mà quần áo lang thang, trinh tiết mà đói cơm khát nước, trinh tiết mà ngủ bờ ngủ bụi, trinh tiết mà cực khổ tâm thân. Còn họ bạc tình mà họ lên giống xuống dù, họ nhà cao cửa lớn, họ nằm nệm bông gối gấm, họ ăn mâm cao cổ đầy, mình dạy gì mà giữ trinh tiết cho thiệt thân. Ánh Nguyệt nghe như vậy lại càng đau đớn trong lòng, nên ngồi khóc ngay không còn lời chi đáp. Đỗ Cẩm mới hỏi rằng: nếu cháu không chịu kiếm chồng khác thì cháu làm nghề gì cho có cơm mà ăn? Cháu cũng biết chú Thiêm không phải giàu có chi đây mà nuôi cháu cho nổi, hay là cháu muốn về xứ mà tìm cô bác bà con? Thưa chú Thiêm, từ khi chồng cháu nó bỏ cháu cho đến nay, thiệt cháu muốn trở về xứ mà tìm bà con cô bác lắm. Ngặt khi ra đi cháu không có chồng, bây giờ trở về cháu cũng không có chồng mà lại có con. Thoảng như bà con sớm về người ta hỏi chồng cháu ở đâu, con đâu mà bồng đó, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp? Nếu cháu nói thiệt thì ai tin cho cháu, còn như nói dối thì nói sao cho xui. Vì có cớ đó đó nên mấy năm nay cháu muốn về xứ mà sợ xấu hổ không dám về. Cháu phải một là lấy chồng khác, hai là phải về xứ mới yên thân. Phải chi chú Thiếm làm phước cho cháu ở đây với chú Thiếm? Không được, mà nhưng muốn ở hễ tao gặp chỗ nào giàu có tao gả cho họ thì phải ưng chứ, không phép dặn nài bẻ ách như trước nữa, chịu không? Ánh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: thà là cháu chịu cái nhục trở về xứ, chứ cháu không đành chịu cái nhục lấy chồng khác. Đỗ Cẩm nói: tự ý cháu. Trời đã khuya rồi, Đỗ Cẩm gài cửa rồi vợ chồng dắt nhau vào trong buồng mà ngủ. Ánh Nguyệt với Thu Vân nằm trên cái sập ở ngoài, mũi ào ào áp cắn. Con Thu Vân nguy không biết sợ, khổ không biết lo, nên nằm ngửa chinh chồng chồng mà ngủ. Ánh Nguyệt ngồi một bên con, tay cầm vạt áo phất qua phất lại mà đuổi mũi, hồn vẫn dơ nơi cố lý, trí nghĩ ngợi nỗi cựu tình, tính việc sẽ tới, nhớ việc đã qua, đôi chồng giọt lụy chứa chan không ngăn đặn. Nàng ngồi suy tới nghĩ lui, buồn rồi lo, lo rồi tính, chờ đến mặt nhật rạng đông, gà đua gáy sáng, nàng mới nằm mà nghĩ. Chẳng biết đêm ấy nàng toan liệu phận nào thế nào mà sáng ngày sau, vợ chồng Đỗ Cẩm vừa thức dậy thì nàng nói mà gửi con Thu Vân ở ít ngày, đặng nàng đi về Cần Đước tìm chú với cậu
mà thăm coi còn mạnh giỏi hay không. Đỗ Cẩm nghe nói thì châu mày đáp rằng: "Quy, được đâu nè, giao thứ tội báo đó ai dám lãnh. Vợ chồng tao nghèo, làm hết sức cũng chưa đủ mà đút vô miệng. Bây giờ mày gửi con mày, lớp thì phải chạy cơm cho nó ăn, lớp thì phải giữ nó nữa, ai chịu cho nổi." Ánh Nguyệt nhỏ nhẹ nói rằng: "Thưa chú, con nít mà ăn hết bao nhiêu cơm mà nó chơi một mình được, chú thím coi chừng có đổi nó vậy thôi, chớ cũng khỏi giữ. Cháu về xứ tìm chú và cậu của cháu ít ngày, như cháu gặp và như cháu liệu có thể nương náu được thì cháu sẽ trở lên đây mà rước con Thu Vân. Còn như cháu tìm không gặp, hoặc gặp mà không có thế được, thì cháu cũng trở lên đây liền, đặng mẹ con cháu tính thế khác. Bề nào cháu cũng trở lên, cháu không nỡ lìa con cháu lâu đâu mà chú sợ." Thị Phi vốn không con, lại thấy con Thu Vân ngộ nghĩnh thì thương, nên muốn lãnh con Thu Vân mà nuôi. Bởi vậy đáp rằng: "Được, mày muốn gửi thì để nó ở đó, mày muốn cho nó đứt tao cũng chịu nữa." Đỗ Cẩm trợn mắt ngó vợ mà nói rằng: "Nuôi làm gì, mày giàu lắm ha, nên ai mày cũng muốn nuôi hết thảy." Anh ta lại dây qua ngó Ánh Nguyệt mà nói tiếp rằng: "Không được đâu, mày nói mày gỡ ít bữa mà biết đi rồi mày có trở lại hay không?" "Thưa chú, có lý nào mà cháu không trở lên? Vì việc bức lắm nên cực chẳng đã cháu mới tạm lìa con cháu. Chớ tình mẹ con, thà là cháu chết, cháu đâu nỡ bỏ nó mà chú lo." "Không lo sao được, mày bỏ đây rồi mày báo hại người ta chứ. Mà tao hỏi gắt một điều này à, mày gửi nó lại đây mấy bữa?" Ánh Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đáp rằng: "Chừng một tháng." "Lâu quá, chừng 10 bữa nữa vợ chồng tao mất đi binh tranh, rồi ai mà giữ nó?" "Thưa chú, cháu nói một tháng đó là nói phòng hờ, vì đường xá xa xôi cách trở, nên cháu phải nói nhiều ngày một chút. Chứ không biết chừng 10 bữa nửa tháng thì cháu sẽ trở lên." "Tao không nói dài chi nữa, mày nói vài bữa mày trở lên mà tao làm sao dám tin. Vậy tao nói trước một cái nha, nhưng mày gửi đâu ba bữa thì được, chứ gửi lâu phải chịu tiền cơm và tính công giữ." "Trời ơi, cháu không có một đồng một chữ, tiền đâu mà trả?" "Như không có tiền à, thôi thì bồng nó theo." "Chẳng phải là cháu không muốn bồng con cháu theo, ngặt gì bổn phận của cháu khó liệu lắm, nên cháu mới tính gửi nó lại đây với chú thím." "Việc gì mà khó liệu?" "Chú nghĩ đó mà coi, phận cháu là gái, dầu cha mẹ khuất hết, xong cũng còn cậu cô chú bác. Khi cháu lấy chồng, cháu không đợi lệnh chú với cậu. Bây giờ bồng con về, thản như chú với cậu của cháu hỏi cháu lấy chồng hồi nào, ai đứng mà gả, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp. Vì vậy cháu mới xin gửi con nhỏ ở lại đây." "Dữ ác, tưởng là chuyện gì nữa, thứ chuyện như vậy mà lo, dữ không?" "Thưa, cháu là con nhà học trò, nên phải lo sợ về danh tiết, về lễ nghĩa." "Ừ, mày lo giống gì thì lo, tao nói như vậy đó. Nhưng muốn gửi con ở lại đây thì phải tính tiền cơm với công giữ." Ánh Nguyệt ngó ra cửa mà thở dài, không có lời chi mà đáp. Thị Phi bèn nói với chồng rằng: "Nó đã nói nó không có tiền thì nó làm giấy biếu, nó về dưới xin tiền bà con, rồi chừng nào nó trở lên rước con nhỏ thì nó trả cũng được. Tôi ở cũng là rộng rãi chứ có gắt gao gì đâu." "Ừ, mình tính như vậy thì quặt may được, chứ bây giờ buộc nó phải trả tiền trước thì tiền đâu nó có." Ánh Nguyệt ngồi lặng thinh mà nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói với nhau. Nàng suy nghĩ giây lâu thì hỏi Đỗ Cẩm rằng: "Như chú cho cháu làm tờ thì có lẽ được, mà cháu gửi con nhỏ ở lại đây, chú tính bao nhiêu tiền?" "Và tiền cơm và công giữ mỗi tháng một quan." "Cha chả, chú tính như vậy thì thành ra một năm tới 12 quan, tiền đâu cháu trả?" "Mày gửi nó một năm lận sao? Mày nói mày đi chừng 10 bữa hoặc nửa tháng mà mày sợ nổi gì?" Ánh Nguyệt ngồi trầm ngâm một hồi nữa rồi nàng chịu. Đỗ Cẩm đi lại đằng sớm xin một tờ giấy và mượn viết mực đem về cho Ánh Nguyệt làm tờ. Ánh Nguyệt làm tờ mướn vợ chồng Đỗ Cẩm nuôi con Thu Vân, tiền công giữ về tiền cơm tính mỗi tháng một quan y theo lời Đỗ Cẩm buộc. Ánh Nguyệt tính bữa sau lối mặt trời rạng đông thì nàng tìm đường đi bộ mà về Cần Đước. Con Thu Vân tuy còn khờ dại, nhưng mà có lẽ nó hiểu mẹ nó sẽ lìa nó hay sao, nên ngày ấy nét mặt nó coi hết vui. Mẹ nó ra vô, nó cứ lẩm đẩm chạy theo một bên hoài. Ánh Nguyệt thấy vậy lấy làm tủi lòng, hễ nhìn mặt con thì nàng ứa nước mắt. Bởi vậy nàng làm lơ không dám ngó.
Tối lại vợ chồng Đỗ Cẩm khuyên Ánh Nguyệt ngủ sớm đặng khuya thức dậy nấu cơm ăn rồi đi cho sớm. Ánh Nguyệt cũng tính như vậy, nhưng mà đêm ấy nàng nằm một bên con cứ hung hít con hoài. Lại mỗi lần hung thì nàng ứa nước mắt ướt mặt con, nên nàng phải lấy giặt áo mà lau. Đến đầu canh năm, nàng lén con thức dậy lấy nồi nấu cơm. Ăn cơm rồi thì mặt trời đã rạng đông và vợ chồng Đỗ Cẩm đã thức dậy. Ánh Nguyệt bưng thép đèn lại rọi mặt con Thu Vân, lén hung nó một lần nữa rồi mới từ tạ vợ chồng Đỗ Cẩm mà đi. Nàng ra khỏi cửa rồi nàng lại trở lại mà dặn thị phi rằng: "Thím làm phước coi chừng giùm con nhỏ, thím dặn nó đừng có ra chơi ngoài mé sông nghe không thím?" Thị phi gật đầu. Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn con một lần nữa rồi mới đi. Trong quyển thứ nhất, chúng tôi đã có thuật chuyện một người cùng khổ tên là Lê Văn đó, vì lén bưng có một trả cháo heo đem về cho mẹ và sắp cháo ăn đỡ đói mà phải bị quan bắt đày 20 năm tù. Ở tù mãn hạn rồi, anh ta tìm đường về xứ, đi dọc đường đói lạnh, ghé nhà nào ăn xin họ cũng xô đuổi, là cho anh ta phiền lòng cực trí, đổi tánh hiền ra tánh dữ, quán hờn hết thảy xã hội nhân quần. Anh ta giận loài người đến nỗi vào chùa Hòa Thượng chánh tâm cho ăn no ngủ ấm, mà anh ta không thèm tạ ơn, lại ăn cắp bộ chén với cái bình trà mà đi. Giận loài người đến nỗi vào một chòi rách gặp bọn ăn mày mà cũng không biết thương, đành giật nồi cơm mà chạy. May nhờ có mấy tiếng chuông làm cho anh ta tỉnh giấc say mê, trở lại cái chòi ấy mà trả nồi cơm và lén cho một nén bạc. Anh ta lại nhớ những lời đạo đức của Hòa Thượng chánh tâm khuyên giải, nên trong lòng cảm xúc quyết cải tà quy chánh, không hờn trời đất, không oán loài người nữa. Lê Văn đó còn 4 nén bạc, xuống xứ Cần Đước cải danh diệt tánh, xưng mình là Trần Chánh Tâm, rồi đốn cây cất nhà ở, khai phá rừng quan mà làm ruộng. Nhờ có mấy nén bạc của Hòa Thượng chánh tâm nên anh ta mới có thế mà quy tụ dân đông, mà nhất là anh ta bền chí dày công, nên trong 4 năm thì anh ta đã mở rừng cấy lúa hơn 1.000 mẫu đất. Ruộng có sẵn, lúa có nhiều, mà chủ ruộng lại từ thiện. Bởi vậy dân nghèo ở mấy huyện gần đó dắt vợ cõng con đến Cần Đước mà xin ở làm ruộng cho chánh tâm. Đến năm Quý Tỵ 1833 là năm nổi giặc Lê Văn Khôi tại đất Gia Định, thì tên Trần Chánh Tâm đã bay khắp các phủ các huyện. Ai ai cũng biết Chánh Tâm là người cự phú, ai ai cũng nghe Chánh Tâm là người nhân từ. Cái danh ấy không phải là danh giả, bởi vì lúc ấy thiệt Chánh Tâm chứa lúa trong các lẫm kể hơn 10 vạn dạ, tức là khoảng 100.000 dạ. Còn những dân nghèo bất luận già trẻ hãy đến than nghèo thì Chánh Tâm làm cho no cơm ấm áo hết thảy. Lúc binh triều kéo vô vây Lê Văn Khôi trong thành Gia Định, quan cần dùng lương thực mà nuôi quân lính, nghe Chánh Tâm có lúa nhiều bèn hạ lệnh truyền cho Thánh Tâm phải chở lúa nạp cho quân ăn. Có một mình Chánh Tâm chịu lúa cho mấy ngàn binh triều trót 3 năm trời. Thảo nghịch hữu tướng quân là Phan Văn Túy nghĩ vì Trần Chánh Tâm có công với triều đình nên làm sớ gửi về Quế mà tâu với vua. Vua Minh Mạng bèn phong cho Trần Chánh Tâm đến tước Tùng Thất Phẩm Thiên Hộ. Từ ấy về sau, danh thơm của Chánh Tâm lại càng thêm lừng lẫy. Quan dân ở đất Gia Định đã tôn trọng người giàu sang, mà lại còn kính mến lòng hiền đức nữa. Mà Chánh Tâm được giàu, được sang rồi, chẳng hề tín hưởng sự giàu sang ấy bao giờ. Trong nhà chẳng có một vật chi quý, y phục thì quần vải áo vải mà thôi. Ban ngày thì cứ ở ngoài ruộng, hoặc chỉ đắp bờ đào ao, hoặc coi cày bừa trục phát. Ban đêm thì thường khi trong đèn ngồi cả 1-2 canh. Trong buồng chẳng có vật chi, chỉ có cái giường ngủ với một cái ghế. Trên ghế có để một bộ chén chung với một bình trà, nhưng mà cấm nhặt không cho người ở trong nhà bước chân vào đó. Lê Văn đó vừa được phong thiên hộ thì hay tin Hòa Thượng ở chùa Chánh Tâm đã tịch rồi. Thiên hộ nhớ mình nhờ ơn người giảng dạy đường ngay lẽ chánh ngày trước, nên mình mới hồi tâm định tánh, trở nên người có ích cho đời. Bởi vậy thiên hộ nghe tin ấy thì lật đật đi lên rạch kiến mà điếu tang. Khi thiên hộ trở về thì trong lòng buồn bực, ăn ngủ không được, cứ thương tiếc Hòa Thượng Chánh Tâm hoài. Đêm nào thiên hộ cũng châm đèn ngồi mà suy nghĩ. Người ở đời hung dữ rồi cũng chết, từ bi rồi cũng chết, nghèo khổ rồi cũng chết, giàu sang rồi cũng chết. Mình bây giờ giàu có, bạc tiền chất đầy kho, lúa gạo trữ mấy lẫm, những vật ấy để làm gì? Những người ở đất mình, kể hết nam phụ lão ấu gần đến 100.000 người, ai cũng đều no ấm. Nhưng mà ở chốn dương trần này có phải chỉ bao nhiêu đó mà thôi đâu.
Ngày trước mình nghèo đói, có lẽ ngày nay cũng còn nhiều người khác nghèo đói hơn mình. Vì ngày trước không có ai hảo tâm cứu giúp nên thân mình mới lọt vào dòng khốn khổ. Còn mẹ thì chết, cháu thì tiêu tan hết. Ngày nay mình có tiền dư, có lúa sẵn. Nếu mình dùng tiền với lúa ấy mà cứu kẻ bần hàn, cho khỏi có những lê dân đó khác nữa, há chẳng tốt hay sao? Thiên Hộ nghĩ như vậy rồi trong lòng hớn hở, dường như có người khuất mặt xúi dục biểu phải làm cho mau. Thiên Hộ mới xuất tiền cất nhà dãy ngang dãy dọc, chỗ thì để dạy trẻ nhỏ học, chỗ thì nuôi người có bệnh, chỗ thì để nuôi người tật nguyền, chỗ thì để nuôi con nít mồ côi, chỗ thì để nuôi người già yếu. Trường học thì có rước thầy nho ở dạy, nhà dưỡng bệnh thì có danh y điều trị. Còn chỗ nuôi người tàn tật, người già cả và con nít mồ côi thì có đặt mỗi chỗ một người đàn bà để điều định xem xét. Vì Thiên Hộ mắc lo nhiều việc, không thể coi sóc cho hết được, nên Thiên Hộ cậy bà Hai là người cho Thiên Hộ ở đậu lúc mới đến Cần Đước, cai quản dùm việc xuất phát trong nhà. Rủi thay bà Hai coi dùm có một tháng, kế bà chết. Túng thế Thiên Hộ phải cậy một bà khác tên là Bạch Thị cai quản dùm. Những kẻ bệnh hoạn và cả côi cút nghe Thiên Hộ chánh tâm thi ân bố đức mà nâng đỡ cứu giúp con nhà nghèo thì xa gần đều kéo nhau đến đó mà cầu cứu. Vì Thiên Hộ có dặn trước nên ai đến bà Bạch Thị cũng cho ở hết thảy. Song vì bà ghét đàn ông gian dảo với đàn bà trắc nết nên duy có hai hạng người ấy bà không chứa mà thôi. Một buổi chiều Thiên Hộ đi viếng nhà nuôi bệnh, vừa vô thì nghe ông Lương Y Sanh nói với Bạch Thị rằng có một người đàn bà bệnh nặng, sợ cứu không được. Thiên Hộ liền biểu Lương Y dắt mình đi lại chỗ người đàn bà ấy nằm mà thăm. Thiên Hộ vừa thấy mặt thì biến sắc, lại đứng gần một bên giường mà dòm. Muốn kêu người ấy mà rồi không kêu, lại day qua dặn Lương Y Sanh rằng: "Thầy Trang hốt thử một thang thuốc cho uống, hoặc mai có khá chăng?" Lương Y danh đáp: "Tôi đường biểu sắc thuốc, để thuốc tới rồi tôi cho uống thử coi, như đêm nay tỉnh lại thì có lẽ tôi cứu được." Thiên Hộ gật đầu rồi bỏ đi. Bạch Thị liếc coi thì thấy Thiên Hộ ứa nước mắt. Tối lại chờ ai nấy đều ngủ hết, Thiên Hộ mới lén đi một mình xuống nhà nuôi bệnh. Thiên Hộ cầm đèn đi thẳng lại chỗ người đàn bà hồi chiều đó, thấy trên ghế để gần đầu giường có một chén thuốc còn vài muỗng, mới lấy muỗng mà cho uống. Người đàn bà ấy uống rồi mở mắt ngó Thiên Hộ. Thiên Hộ đưa đèn nhìn kỹ, thấy người ấy già nên mặt dùng da, mà lại đau nên mình ốm nhách. Xong gương mặt coi giống hệt Thị Quyền, là chị dâu của mình. Thiên Hộ bèn cúi xuống hỏi nhỏ nhỏ rằng: "Chị gốc gác ở đâu? Chị phải tên Quyền, hồi trước ở Dòng Tre hay không?" Người ấy nhướng mắt đáp rằng: "Phải, tôi tên Quyền, sao ông biết tên tôi?" Thiên Hộ nghe mấy lời thì bủng rủng tay chân, nước mắt chảy ròng ròng, nên và khóc và nói rằng: "Té ra chị hay sao? Em là thằng đó đây. Chị đi đâu mà mấy năm trước? Em về Dòng Tre kiếm chị hết sức mà không được." Thiên Hộ nói dứt lời thì Thị Quyền lại nói rằng: "Té ra chú nó còn sống hay sao? Trời ơi, tôi có về ngày nay còn được gặp chú nó đâu. Chú nó ơi, tôi chết chứ không chịu nổi." Thiên Hộ thảm thiết hết sức, xong gắng gượng hỏi nữa rằng: "Còn sắp nhỏ đâu mà chị siêu lạc đến đây?" Thị Quyền lặng thinh coi bộ mệt lắm, cách một hồi rồi ráng nói rằng: "Còn đâu mà hỏi, bị nghèo đói quá nên chết lần lần hết." Thiên Hộ nghe nói như vậy thì đau lòng như dao cắt, dần không được nữa nên ngồi chồm hổm dưới đất, dựa bên giường, cứ lắc đầu chắc lưỡi kêu trời chứ không nói được tiếng chi nữa hết. Cách một hồi lâu, Thiên Hộ đứng dậy tính hỏi thăm thêm việc nhà, chẳng dè Thị Quyền đã nhắm mắt tắt hơi rồi. Đau đớn thay, Ánh Nguyệt gửi con cho vợ chồng Đỗ Cẩm mà đi tìm chú với cậu. Phần thì không biết đường nên đi lấn quấn, phần thì trong lưng không có một đồng tiền, gặp sớm phải ghé xin ăn, qua truông phải đợi có người rồi mới dám đi. Ban đêm phải kiếm chỗ ngơi nghỉ, bởi vậy nàng đi tới nửa tháng trường về mới đến quê xưa. Khi nàng đi gần tới xóm nàng ở hồi trước thì lòng khoan khoái mà lại bâng khuâng. Khoan khoái là vì bỏ xứ mà đi chẳng 9 năm trường,
Nay trở về thấy bước đường cũ, thấy cảnh vật quen thì nàng mừng quýnh. Còn bâng khuâng là vì khi xưa ở đây có cha, nay trở về một mình. Đã vậy mà thấy cỏ cây sông rạch cũ, mà thẹn thùa cho chút phận vô duyên, nên nàng tủi thầm. Nàng đi riết lại chỗ nhà cũ thì nhà đâu mất, duy còn cái nền trọi lõi với cái sân rậm rạp đó mà thôi. Những bông huệ bông lan trồng chỗ này vì mất chủ xem nên điêu tàn, nhường chỗ cho cỏ cú, cỏ cầm, chầu tranh tươi. Những rau răm rau dấp chỗ này trồng thì vì không ai tưới nên rụi hết. Nhường chỗ cho rau đắng, rau sam đua mạnh nên rụi hết, không còn được một cây. Mấy bụi chuối tiêu trồng phía sau tuy còn sống đủ, song lá rách đọt còi nhìn xem càng thê thảm. Ánh nguyệt nhìn xem nhà cũ vườn xưa vườn ấy thì tâm thần áo não, giọt lụy tràn trề. Nàng lấy làm đau đớn cho con người hiệp tan, nàng lấy làm chán ngán cho cuộc đời dời đổi. Nàng ngó qua phía nhà bà Hai thì nhà bà sập nát, sân bà cỏ cũng mọc tràn lan. Nàng ngó quanh quất thì không thấy một người quen nào mừng rỡ hoặc ái trúc. Nàng khoanh tay ngồi trên đám cỏ mà khóc. Khóc nổi mẹ cha vô phước, khóc nổi mình phận bạc vô duyên, khóc nổi con lìa mẹ bơ vơ, khóc nổi chồng phụ tình bội ước, khóc nổi cửa nhà tan nát, khóc nổi danh tiếc nhuộm bùn. Nàng ngồi khóc cho đến buổi chiều rồi mới lần đi tìm nhà ông Sáu Thới mà hỏi thăm bà con. Ông Sáu Thới năm nay tuổi đã gần 70 mà sức lực ông còn mạnh, cặp mắt còn tỏ. Vợ ông chết đã 2 năm rồi nên ông quạnh hiu có một mình. Mai nhờ có chút cháu là tên Hiển cưới vợ cất nhà ở một bên nên lúc buồn mới có người nói chuyện. Ông đưa ngồi trước sân mà giá tay lưới, thình lình ánh nguyệt bước vô, ông hết sức mừng rỡ nên lật đật đứng dậy hỏi lăng xăng rằng: "Cháu về hồi nào? Mấy năm nay cháu ở đâu? Bất nhờn qua, năm trước ông đi với cháu lên Gia Định, cháu bỏ đi đâu mất, làm ông chờ đến 3-4 ngày. Mai là ông hỏi thăm, có người biết họ nói cha cháu đã khuất, còn cháu thì bị quan bắt nên ông mới biết mà đi về. Cháu phải hỏi không ra mối, ông ở chờ hoài còn cơm gạo đâu mà ăn. Mà tại sao cha cháu chết rồi quan lại bắt cháu? Mấy năm nay cháu ở đâu, có chồng hay chưa?" Ông hỏi nàng chưa kịp trả lời rồi ông thôi thúc khuyên nàng đi thẳng vô nhà mà nói chuyện. Ánh Nguyệt nghe hỏi thì lòng thêm chua xót, xong nàng không biết làm sao mà đáp cho xuôi, chỉ ứa nước mắt ríu ríu đi theo ông Sáu Thới vô nhà mà thôi. Ông Sáu Thới quét dáng mời rồi hỏi lăng xăng nữa. Ánh Nguyệt lấy làm bối rối, nửa muốn tỏ thiệt tâm sự, nửa lại hổ ngươi thất tiếc. Bởi vậy nàng ú ớ một hồi rồi kiếm lời nói dối rằng vì cha nàng thiếu nợ Đỗ Cẩm, vợ chồng Đỗ Cẩm đi kiện nàng nên quan mới bắt, rồi dạy nàng phải ở đợ mà trừ nợ. Mấy năm nay nàng ở với vợ chồng Đỗ Cẩm, may nhờ có giặc, vợ chồng Đỗ Cẩm siêu lạc nên nàng mới thoát thân trốn mà về đây. Còn sự chồng con thì nàng sợ nói ra xấu hổ nên nàng giấu biệt chẳng hề nói đến. Nàng nói chuyện của nàng rồi mới hỏi thăm rằng: "Không biết bà Hai bây giờ nhà ở đâu mà nhà của bà bỏ hư sập vậy ông?" Ông Sáu Thới lắc đầu đáp rằng: "Còn ở đâu mà bỏ, bà chết hồi năm ngoái." "Tội nghiệp dữ không? Còn ông có nghe chú và cậu của cháu bây giờ ở đâu hay không?" "Chú của cháu là Lý Kỳ Phùng, chết đã lâu rồi, cháu đi có mấy tháng rồi kế nó chết. Còn cậu của cháu là Đinh Hòa, ánh đuôi mù bóng quang, phần thì không có ai nuôi dưỡng nên tội nghiệp thân ảnh quá. Mấy năm nay nhờ có ông Thiên Hồ làm phước lập nhà nuôi kẻ tật nguyền, ông cho ảnh vô đó mà ở nên ảnh no ấm, chứ nếu không ai nuôi thì chắc ảnh đã chết rồi. Năm nay ảnh yêu lắm, mà ảnh lớn hơn ông có 5 tuổi mà, coi ảnh già cúp." "Ông Thiên Hộ làm phước nuôi cậu của cháu, ông Thiên Hộ nào, ở đâu?" "Có một người tên là Trần Chánh Tâm, ở đâu không biết mà lại đây ở mấy năm nay. Người sẵn có tiền quy dân phá rừng làm ruộng, lần lần rồi giàu lớn quá. Ông nhớ hồi khi người lại ở xứ này còn cháu ở nhà mà?" "Không có, hồi cháu còn ở nhà thì cháu không có nghe ai lạ đến đây." "Nói vậy cháu đi rồi ông Thiên Hộ mới đến, bây giờ ông thiệt là giàu à. Cháu nghĩ đâu mà coi, mấy năm binh triều dây thành mà dẹp giặc khôi, có một mình ông chịu lúa mà đủ cho quân lính ăn hết thảy. Bởi vậy vua mới phong cho ông chức Thiên Hộ đó đặt.
ông giàu mà nhân đức lắm, ai nghèo nàn hay là tật nguyền bệnh hoạn đến ông nuôi hết thảy. Nhà ông ở đâu? Ở dưới Vàm Rạch Mác kìa. Ôi, cháu Xuân thấy công việc ông làm mà cháu thất kinh. Ông làm kinh dinh lắm mà. Nói vậy té ra bây giờ cậu của cháu ở tại nhà ông Thiên Hộ. Phải, mà không phải ở tại nhà ông mà ở tại cái nhà của ông cất để nuôi kẻ già cả tật nguyền đó. Nhà ấy ở chỗ nào? Cũng trong vuông rào của ông. Vậy thì để cháu xuống đó cháu tìm mà hỏi thăm việc nhà. Mà cháu mới về tới đây chắc chưa ăn cơm. Thôi, để ông đi nấu cơm cho cháu ăn. Ông Sáu Thới và nói và đi lấy nồi xúc gạo nấu cơm. Ánh Nguyệt ăn cơm rồi ở nhà ngủ đó một đêm. Nàng suy tới nghĩ lui, tưởng mình về xứ tìm bà con mà nương nhờ, chẳng dè về đến đây chú đã chết rồi, cậu bệnh hoạn đương nương nhờ người ta, bây giờ mình làm sao. Sáng ngày sau, Ánh Nguyệt đi viếng mộ của mẹ, thấy nó hoang, cỏ mọc nền sụp nấm lạng, thì nàng rất buồn tủi trong lòng. Đến trưa nàng mới từ giả ông Sáu Thới mà đi xuống Rạch Mác tìm cậu. Nàng vừa ra khỏi sớm, ngước mặt ngó về phía Rạch Mác thì rặng rừng gốc ngày xưa đã biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ thấy đồng ruộng mênh mông bình thẳng, dài theo rạch, nhà cửa cất dày leo. Khi nàng đến tận nơi rồi, nàng thấy công cụ của ông Thiên Hộ làm kinh dinh thì nàng lắc đầu le lưỡi. Dài theo mấy rạch đếm có 10 lẫm lúa, còn sụp vô thì chính giữa là nhà ông Thiên Hộ ở, còn bên là trường học với nhà nuôi trẻ mồ côi, một bên là nhà nuôi kẻ bệnh hoạn tật nguyền với nhà nuôi người không con già cả. Ánh Nguyệt hỏi thăm lần lần vô tới nhà nuôi trẻ già. Lúc ấy đã nửa chiều rồi. Nàng bước vô ngó thấy người cậu là Đinh Hòa đưa ngồi ngoái trầu mà ăn. Tuy Đinh Hòa đã ốm và già hơn xưa, song Ánh Nguyệt ngó thấy thì biết liền. Bởi vậy nàng đi riết lại vỗ vai và khóc và nói rằng: "Cậu năm nay trong mình cậu mạnh giỏi thế nào? Cháu mới về tới hôm qua, hỏi thăm họ nói cậu ở đây nên cháu vô đây mà thăm." Đinh Hòa mù quáng không thấy mặt Ánh Nguyệt. Phần thì cậu cháu xa cách nhau đã 9 năm rồi nên không nhớ tiếng. Bởi vậy Đinh Hòa vinh mặt nhai trầu, nháy mắt mà hỏi lơ láo rằng: "Ai đó?" "Cháu là Ánh Nguyệt." "Té ra cháu hay sao?" "Dạ." "Bất nhờn dư hồn. Năm trước cậu nghe nói dượng ba nó mất, mà chừng nghe nói thì cháu đã đi rồi. Sao cháu đi rồi mấy năm nay cháu không về? Vậy chứ cháu ở đâu?" Ánh Nguyệt và khóc và kể chuyện của mình lại cho cậu nghe. Xong nàng cũng giấu biệt, không dám tỏ sự có chồng có con, vì sợ nói ra e cậu trách sao lấy chồng không đợi lệnh của cậu. Đinh Hòa nghe thân cháu cực khổ, ông thương nên ông khóc ròng. Mấy ông già ở trong nhà ấy thấy cậu cháu gặp nhau mà kể việc nhà thê thảm quá như vậy thì hết thảy đều động lòng. Chừng Ánh Nguyệt nói dứt chuyện của nàng rồi, Đinh Hòa mới nói rằng: "Bây giờ cháu tính đi đâu nữa, hay là về ở luôn với này?" Ánh Nguyệt lấy làm bối rối nên ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Cháu về đây thiệt ý cháu tính về nương dựa cô bác bà con, chẳng dè về đến đây mới hay chú của cháu đã mất rồi, còn cậu thì tật nguyền nghèo khổ đến nỗi phải nương náu chỗ này. Trong dòng bà con bây giờ còn ai nữa đâu, bởi vậy chắc cháu phải đi xứ khác kiếm nơi nương dựa." Đinh Hòa khóc và nói rằng: "Con cháu bây giờ còn có một mình cháu, nếu cháu bỏ xứ mà đi đến chừng cậu chết chắc là không thấy mặt." Ánh Nguyệt nghe cậu nói mấy lời ấy, nàng càng thêm cảm xúc nên nước mắt tuôn dầm về. Hai cậu cháu đưa ngồi khóc với than, thình lình Bạch Thị là người của ông Thiên Hộ đặt ra để thay mặt cho ông mà quản suốt mọi việc. Bà ở ngoài bước vô nhà dưỡng lão. Bà này tuổi chừng 55, dốc lớn cao, da trắng nõn, răng chưa rụng, tóc còn đen, tướng đi đứng dịu dàng, cách ăn nói hòa quẩn. Tuy bà ít nói ít cười, song bà có thiện tâm, thường thương yêu người nghèo khổ. Bà có tánh này ai ai cũng đều kính sợ, là bà ăn ở ngay thẳng, mà bà lại ghét những kẻ giả dối, nhất là không ưa trai gian tà. Bà không chịu gái mất nết. Khi bà bước vô nhà dưỡng lão, bà thấy cậu cháu Đinh Hòa đứng ngồi khóc thì bà chưng hửng, đứng nhìn Ánh Nguyệt trân trân. Mấy ông già với Ánh Nguyệt thấy bà vô thì đứng dậy chào bà hết thảy. Duy có một mình Đinh Hòa không ngó thấy nên cứ ngồi mà khóc. Bạch Thị ngó Ánh Nguyệt mà hỏi rằng: "Cháu ở đâu? Vô đây có việc chi?"
Thưa bà, cháu mới đi xa về, nghe nói cậu của cháu nhờ ân đức của ông Thiên Hộ nên được vô đây mà dưỡng bệnh, bởi vậy cháu tìm đến đây mà thăm. Cháu là con của ai? Cháu tên chi? Thưa, cháu là con của Lý Kiền Nguyên, tên là Lý Ánh Nguyệt, gốc ở xứ Cần Đước này. Có phải ông già cháu năm trước đi thi rủi nhóm bệnh bỏ mình trên gia đình đó hay không? Thưa phải. Tội nghiệp dữ hồn. Cháu có mấy anh em? Từ khi ông già cháu mất rồi, cháu ở đâu? Có chồng hay chưa? Thưa bà, cháu ở một mình, không có anh em chi hết. Khi cháu hay tin ông già cháu đau nặng, cháu lật đật lên gia đình, tính đem ông già cháu về mà lo thuốc thang. Chẳng dè lên đến đó thì ông già cháu đã mất rồi. Vì ông già cháu lúc đau ốm có mắc nợ người ta, nên họ bắt cháu ở cố công, chừng nào có tiền trả đủ rồi mới được về. May nhờ có giặc thiên hạ chạy trốn hết, nên cháu mới thoát thân rồi lần lần mới trở về đây. Nhà giàu nào mà bất nhân dữ vậy? Thiếu bao nhiêu tiền mà đến nỗi bắt người ta ở cố công? Mà bây giờ cháu đã có chồng hay chưa? Ánh Nguyệt cúi đầu đáp nhỏ rằng: Thưa chưa. Bạch Thị hỏi tiếp rằng: Vậy thì bây giờ cháu ở với ai? Cháu có phương thế chi làm ăn hay không? Ánh Nguyệt nhỏ nhẹ đáp rằng: Bà con của cháu bây giờ chỉ còn có một mình cậu của cháu đây mà thôi. Mà cậu của cháu thì già cả, nghèo nàn, cháu không nương dựa được. Bởi vậy cháu tính rồi đây cháu phải đến xứ khác kiếm chỗ làm ăn. Ngặt vì cậu của cháu già mà lại có bệnh, không biết còn mất bữa nào, nên cháu không nỡ bỏ đi. Vậy để vài bữa rồi cháu sẽ liệu. Thôi thì ở đây, đi đâu làm chi? Sắp nhỏ mồ côi càng ngày càng đông, có một mình Hồng Thị coi không xiết. Vậy thì cháu ở đây giúp với Hồng Thị mà săn sóc giùm sắp nhỏ đó. Cháu làm tại đây thì ăn ở tại đây, để bà nói với ông Thiên Hộ mỗi năm cho cháu thêm vài ba quan tiền, được không? Ánh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ. Bạch Thị ngó nàng rồi nói tiếp rằng: Phần cháu là gái, bây giờ không có chỗ nương dựa, vậy ở đây thì tốt hơn hết. Bà dặn cháu có một điều này: ông Thiên Hộ là người nhân đức, song ổng không ưa con gái chắc nết. Vậy cháu ở đây thì làm việc phải siêng năng, lại nết na phải giữ cho được tử tế. Nếu cháu chịu ở thì ở liền bây giờ cũng được. Ánh Nguyệt vì con nên dụ dự, mà nếu không ở đây bây giờ biết đi đâu. Đã vậy mà Đinh Hòa thương cháu nên cũng khuyên nàng ở đặng gần gũi, bởi vậy Ánh Nguyệt chịu ở. Ánh Nguyệt ở tại nhà mồ côi của ông Thiên Hộ Chánh Tâm mà săn sóc sắp nhỏ. Nàng nghe danh ông Thiên Hộ có đức, lại thấy công việc của ông làm thiệt là có nhân, bởi vậy nàng có ý trông gặp mặt ông đặng xem coi tướng mạo thế nào mà tánh tình tốt dường ấy. Từ khi ông Thiên Hộ gặp chị dâu là Thị Quyền một cách rất thảm thiết thì ông buồn rầu áo não, bởi vậy ông cứ ở trong nhà riêng hoài, không muốn đi xem xét các công việc của ông làm nữa. Lâu lâu ông mới đi coi trường học và mấy nhà nuôi bệnh, nuôi kẻ già, nuôi kẻ mồ côi một lần. Xong ông có đi thì đi lúc ban đêm nên ít ai thấy mặt. Ai muốn nói gì chi với ông thì cứ nói với Bạch Thị, rồi Bạch Thị truyền đạt lại cho ông. Bởi vậy Ánh Nguyệt ở với ông mà không thấy mặt ông được. Ánh Nguyệt thấy trẻ nhỏ mồ côi thì nàng càng nhớ con tha thiết, ăn ngủ không yên. Có đêm nàng nằm mà khóc đến sáng. Nàng nghĩ phận nàng thiệt là khó liệu. Trong dòng bà con bây giờ chỉ còn có một ông cậu mà thôi, còn ông cậu thì còn có một mình nàng, chứ không có con cháu nào khác. Cậu già yếu tật nguyền, mình tính đi xứ khác làm ăn, cậu mở miệng than mấy lời như vậy, mình đi sao đành. Tuy ở đây thì đã yên thân, lại được gần cậu, xong ở đây rồi bỏ con hay sao? Nếu lên Dũng Gụ đem con về, người ta hỏi chưa có chồng sao lại có con, thì mình nói sao cho xuôi. Mình tỏ thiệt sự hải yến bạc bẽo thì mang lỗi với cậu, vì lấy chồng sao không thưa cho cậu hay. Mà dầu mình tỏ thiệt, biết người ta có tin hay không, sợ người ta nghi mình là trắc nết thì càng xấu hổ cho tông môn mình nữa. Mà bây giờ mình lên Dũng Gù rước con, tiền đâu mà trả cho Đỗ Cẩm? Hễ gửi con ở lâu chừng nào thì số tiền càng tăng lên chừng nấy. Theo lời bà Bạch Thi nói thì mình ở đây ông Thiên Hộ trả cho mỗi năm vài ba quan tiền, còn mình gửi con cho vợ chồng Đỗ Cẩm thì mỗi tháng phải chịu một quan, tính ra mỗi năm tới 12 quan, tiền đâu đủ để trả. Khổ thay, khó liệu thay. Nàng suy tới tính lui, một đàn thương con, một đàn thương cậu, một đàn nữa là danh dự của tông môn. Tuy cha mẹ mình nghèo, song xưa nay ở trong làng trong xóm đã giữ cái danh cho họ Lý trắng như tuyết, trong như gương. Sanh mình là gái,
mình đành đem cái danh thơm tiếng tốt của cha mẹ mà chôn xuống bùn hay sao? Nàng dụ dự hoài không biết lẽ nào mà phải quyết định. Nếu vì con mà đi thì lỗi với cậu, nếu vì cậu lại vì luôn con mà đem con về đây thì nhơ danh tiếng của họ Lý. Bởi nàng liệu định không được nên nấn ná ở đó hoài. Ngày qua tháng lại, Ánh Nguyệt tính lại thì nàng ở nhà nuôi trẻ mồ côi đã gần 6 tháng rồi. Một đêm nọ nàng thương nhớ con quá, dằn lòng không đặng, nàng mới tính mướn ông Sáu Thới lên Vũng Gù mà thăm giùm con, coi nó mạnh giỏi thế nào. Sáng bữa sau nàng xin phép bà Bạch Thị đặng lên nhà ông Sáu Thới. Nhưng vì nàng sợ xấu nên lên tới đó, nàng nói dối với ông Sáu Thới rằng lúc ở gia đình nàng có quen với một người chị em bạn gái. Người ấy vì giặc giả vợ chồng siêu lạc nên buồn rầu nhiễm bệnh mà chết. Xong trước khi chết có gửi lại cho nàng một đứa con gái, nàng nuôi mấy năm nên thương yêu cũng như con ruột. Khi về đây nàng gửi lại cho vợ chồng Đỗ Cẩm. Vậy nàng cậy ông Sáu Thới lên thăm giùm, vì phận nàng là gái đi xa chẳng tiện. Nàng nói thì ông Sáu Thới sẵn lòng đi giùm liền. Nàng mới viết một phong thơ nói riêng cho vợ chồng Đỗ Cẩm hay sự nàng khốn đốn ở dưới này, và cậy vợ chồng Đỗ Cẩm ráng nuôi giùm con Thu Vân. Nàng hứa hễ ông Thiên Hộ mỗi năm phát tiền công cho nàng bao nhiêu thì nàng gửi hết lên cho. Ông Sáu Thới lãnh thơ rồi mượn xuồng lối sớm bơi mà đi. Cách ít ngày ông về tới, ông xuống sở của ông Thiên Hộ kiếm Ánh Nguyệt mà trao một phong thơ của Đỗ Cẩm trả lời, và nói rằng con Thu Vân không bệnh hoạn chi, song nó ốm lắm. Ánh Nguyệt nghe nói con ốm thì đau lòng, mà chừng đọc thơ thấy Đỗ Cẩm thôi thúc biểu phải đem 6 quan tiền trả cho đủ mà rước con Thu Vân, nếu để trễ anh ta phải bán nó vì nghèo nuôi không nổi nữa, thì nàng càng thêm bối rối. Nàng tạ ơn ông Sáu Thới và khuyên ông về nghỉ. Xong nàng dặn ông chừng 2-3 bữa ông trở xuống đặng cho nàng cậy việc khác. Nàng lấy làm buồn bực sống sang vô cùng. Tiền đâu có mà gửi cho Đỗ Cẩm, mà giàu có tiền đi nữa, nếu rước con Thu Vân về rồi để nó ở với ai? Nếu không trả đủ số tiền mà rước con thì Đỗ Cẩm nó bán cho họ, rồi thì sao mình biết đâu mà tìm. Có lẽ rước về đây mình gửi cho ông Sáu Thới nuôi giùm thì được, ngặt gì bây giờ làm sao có đủ 6 quan tiền. Đêm ấy nàng nằm gác tay qua trán mà lo tính. Nàng nghĩ ông Thiên Hộ là người nhân đức, ai nghèo ông nuôi, ai bệnh ông cũng cứu. Thân mình khốn khổ, nếu ông rõ thấu có lẽ nào lại chẳng giúp mình hay sao. Nàng nghĩ như vậy nên nàng mới tính lập thế giáp mặt với ông Thiên Hộ, đặng tỏ thiệt tâm sự của mình cho ổng nghe, rồi lại mà xin ổng 6 quan tiền đem lên trả cho Đỗ Cẩm và rước con Thu Vân đem về để tại nhà mồ côi mà nuôi. Ánh Nguyệt tính như vậy có lẽ nàng tưởng là tính nhầm lối, bởi vậy nàng hớn hở trong lòng nên mới ngủ được. Qua ngày sau nàng vợ muốn đi lại lên nhà trên ông Thiên Hộ 2-3 lần. Mà vì nàng ở đây gần 6 tháng rồi, nàng chưa thấy mặt ông Thiên Hộ cho chán chường. Bởi vậy nàng sợ oai nên phập phòng hoài, nàng vợ mấy lần mà không dám đi lần nào hết. Tối lại ai nấy đều ngủ hết, Ánh Nguyệt ngồi một mình vừa cửa mà ngó lơm lơm lên nhà ông Thiên Hộ. Trăng mùng 8 đã không tỏ, mà lại còn bị mây án nên trời đất lờ mờ. Cách một hồi Ánh Nguyệt thấy nhà ông Thiên Hộ mở cửa, rồi có một người đàn ông bước ra sân. Nàng tưởng chắc người ấy là ông Thiên Hộ nên nàng khấp khởi trong lòng, lật đật đứng dậy rồi bước nhẹ nhẹ đi lần lại gần. Nàng thấy người ấy ra trước sân, ngước mặt ngó lên trời một lát rồi cúi mặt xuống mà đi. Người ấy ngó xuống đất mà đi, không hay nàng đi theo sau lưng. Người ấy đi một vòng chung quanh nhà, rồi tới cửa bước vô đóng cửa lại, không thấy Ánh Nguyệt. Mà Ánh Nguyệt vì người ta không thấy nên cũng không nói tiếng chi được. Ánh Nguyệt lấy làm ức uất trong lòng, quyết đợi đêm khác ông Thiên Hộ đi ra nữa, nàng sẽ đón đường mà nói chuyện. Vì có lời dặn trước nên sáng bữa sau ông Sáu Thới xuống kiếm Ánh Nguyệt mà hỏi coi nàng còn cậy việc chi nữa. Ánh Nguyệt lại trường học xin thầy giáo một miếng giấy và mượn viết mực về viết một bức thơ cho Đỗ Cẩm mà xin quẩn quẩn đợi ít ngày nàng sẽ gửi đủ số tiền lên rồi trước con Thu Vân. Nàng trao bức thư ấy cho ông Sáu Thới và mượn ông đón coi có ghe nào đi Vũng Gù thì gửi cho họ đem giùm lên cho Đỗ Cẩm. Ông Sáu Thới lãnh bức thơ rồi ra về. Giả trong nhà mồ côi thì có Hồng Thị cai quản. Hôm trước ông Sáu Thới vô nói to nhỏ rồi đưa thơ cho Ánh Nguyệt, thì Hồng đã ngó thấy. Ánh Nguyệt đọc thơ rồi buồn rầu mấy bữa rày, Hồng Thị cũng liếc thấy. Nay Ánh Nguyệt viết thơ trao cho ông Sáu Thới, Hồng Thị cũng ngó thấy nữa. Hồng Thị nghi cho Ánh Nguyệt ở đây mà tình ở đâu nên mới có thơ vô thơ ra. Hồng Thị liền đem chuyện ấy mà thuật lại cho Bạch Thị nghe.
mà khi thuật chuyện lại lấy sự nghi ngờ mà đổi ra sự quả quyết. Bạch thị nghe rồi không gặn đục lắm trong, không hỏi đi xét lại. Đến nửa chiều, bà vào nhà mồ côi kêu Ánh Nguyệt mà nói trước mặt sắp con nít rằng: "Phận làm con gái phải ở cho con nít nè, phải giữ cho tròn trinh tiết. Theo như lời cháu tỏ bà nghe ngày trước thì cháu là con nhà lễ nghĩa, sao cháu không biết giữ danh giá, học đòi thói quê nguyệt gió trăng chi vậy? Bà có nói trước ông Thiên Hồ là người nhân đức, xong ông thương kẻ phải mà ông lại ghét kẻ quấy, nhất là ông ghét thứ con gái trắc nết lắm. Mấy bữa rày cháu lãnh thơ vô, cháu gửi thơ ra mà tỏ tình với trai, vậy ông Thiên Hồ đã nhất định đuổi cháu ra khỏi nhà ông, rồi mặc tình cháu muốn gió trăng chừng nào cũng được. Vì cháu ở đây mà làm quấy như vậy thì treo cái gương xấu cho sắp nhỏ nó bắt chước, không nên. Thôi cháu đi đi." Bạch thị nói dứt lời liền xoay lưng đi ra. Ánh Nguyệt ức ức mà lại thẹn thùa, nàng muốn trả lời mà nghẹn cổ nói không ra tiếng. Bạch thị ra tới cửa rồi dây lại nói dối rằng: "Ông Thiên Hộ nói cháu phải đi ra lập tức, vậy cháu phải đi liền bây giờ, đừng ở nán đó lại ông hay rầy à." Sắp con nít mồ côi đứng ngó Ánh Nguyệt chân chân. Ánh Nguyệt nghe lời Du Quan thì tức lòng, mà thấy trẻ nhỏ ngó lại hổ thẹn. Bởi vậy nàng cúi mặt bước ra cửa đi liền mà nước mắt tuôn dầm về. Lúc đi ngang qua nhà dưỡng lão, nàng ghé lại đó vỗ vai Đinh Hòa và khóc mà nói rằng: "Người ta đuổi không cho cháu ở đây nữa, người ta lại nói chuyện xấu hổ cho cháu lắm. Thôi cậu ở đây mạnh giỏi để cho cháu ra." Đinh Hòa nghe cháu nói như vậy thì chua xót trong lòng nên hỏi rằng: "Cháu ra rồi nương dựa với ai?" "Cháu không cần gì, thân cháu bây giờ còn kể gì nữa, miễn là ra khỏi chốn xưng làm phước mà thiệt là làm ác này rồi thì thôi, cháu đi đâu hay là ở đâu cũng không xá gì." "Phải chi cậu sang sủa hai con mắt, cậu mạnh giỏi như người ta thì thân cháu có đến nỗi gì vậy đâu. Cháu đi thì cậu ở đây sao yên, trời đất ơi khổ chi dữ vậy." Ánh Nguyệt nghe cậu than mấy lời thì nàng đứt ruột, nàng đã buồn thảm mà thấy cậu lại buồn thảm hơn nàng nữa. Bởi vậy nàng tủi lòng khóc sống lên một hồi, rồi gắng gượng làm khuây khuyên cậu hãy ở đó mà dưỡng bệnh. Nàng hứa rằng sẽ kiếm chỗ ở đậu tại Cần Đước mà làm ăn cho gần gũi cậu, chứ nàng không đi xa. Đinh Hòa căn dặn chừng nào ở chỗ nào yên rồi thì cho ông hay, kẻo ông lo. Ánh Nguyệt chịu lời rồi từ biệt cậu mà trở lên nhà ông Sáu Thới. Ông Sáu Thới đưa ngồi trong nhà, thấy Ánh Nguyệt bước vô mà nước mắt nước mũi tràn ngoàm thì ông lấy làm lạ, nên lật đật hỏi có việc gì. Ánh Nguyệt ngồi xè lại góc dáng rồi khóc mà kể sự nàng bị đuổi rất quan quất lại cho ông nghe. Đương lúc tức tuổi, nàng mất hết trí khôn, nàng không còn kể danh dự chi nữa, nên nàng tiếp mà thuật luôn sự hại Yến giả dối gạt nàng rồi bỏ giữa đường, làm cho nàng đã hư danh tiếc mà lại có con lòng thòng thêm nữa. Ông Sáu Thới nghe đủ mọi điều, ông cũng tức giận nên đứng dậy bước ra đứng giữa cửa mà nói rằng: "Ở đời thiên hạ họ giả dối độc ác lắm, không biết thương con nhà nghèo, vậy mà họ lại giàu sang mới kỳ chứ." Ánh Nguyệt nghe mấy lời ấy như dục lòng nàng oán hận thêm nữa, bởi vậy nàng cũng đứng dậy mà nói rằng: "Cháu đã hết sức tử tế, thiên hạ họ xấu quá, họ hiệp nhau quyết làm cho nát thân cháu, thì cháu làm sao mà tránh cho khỏi. Trời Phật xin chứng giùm cái lòng trinh bạch này, xin chứng giùm cái thói độc ác của thiên hạ một chút." Đêm ấy Ánh Nguyệt sòng sòng quyết lên Dũng Gù tìm con, dầu Đổ Cẩm làm khó dễ thế nào cũng được, miễn là mẹ con được gần nhau thì thôi. Ông Sáu Thới theo can hoài, ông khuyên ở đây với ông thủng thẳng là kiếm tiền rồi sẽ lên chuột con thu dân đem về nhà ông mà nuôi. Ánh Nguyệt tuy muốn đi, xong nghe ông Sáu Thới khuyên nhầm lý, lại nhớ mấy lời thảm thiết của Đinh Hòa nữa, bởi vậy nàng dụ dự không biết tính lẽ nào. Nàng sực nhớ nàng ở với ông Thiên Hộ trọn 6 tháng, mà chừng ông đuổi nàng không trả tiền thì nàng càng quán ông Thiên Hộ nhiều hơn nữa. Ánh Nguyệt còn lưỡng lự chưa quyết phải ở hay là đi, thình lình nàng nhóm bệnh nóng dùi mê sản không biết chi hết. Ông Sáu Thới lo sợ rước thầy thuốc coi mạch giùm, thì thầy thuốc nói Ánh Nguyệt bị ban cua lưỡi trắng, bệnh nặng nên khó mạnh, mà dầu có mạnh thì cũng lâu lắm. Hết quyển 3 tập 6, còn tiếp